Nếu như có ai đó hỏi bạn rằng nơi nào, đất nước nào mà bạn muốn đặt chân đến, gắn bó lâu dài, thì sẽ có người trả lời rằng: Ồ, tôi thích Mỹ. Không, tôi thích Anh. Tất nhiên là Hàn Quốc rồi. Nhưng đối với tôi, nơi đó không đâu xa khác đó chính là Việt Nam. Việt Nam, dải đất hình chữ S, nơi rừng vàng biển bạc và lịch sử hào khí ngàn năm. Đến với nơi đây, du khách quốc tế luôn bị choáng ngợp và ấn tượng sâu đậm, đậm nét bởi sự tráng lệ của thiên nhiên Việt Nam, như là Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng hay là Tam Đảo. Và cùng với đó, đó chính là sự yêu mến đặc biệt dành cho người dân Việt Nam. Họ, những con người chăm chỉ, phúc hậu và luôn luôn yêu đời qua những câu hát, câu hò, câu vè. Và đến với Việt Nam, các bạn sẽ được trải nghiệm nét cổ kính, trầm mặc, xen kẽ với sự ồn ào, tấp nập và những điều thú vị khác tại Việt Nam. Hãy đến Việt Nam và cảm nhận nhé!